Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Peo. Và ngày hôm nay tôi lại thấy một cái map đương nhiên là ảnh bị lỗi bạn ạ, các bạn không nhìn đâu. Map tên là Park Cua những cây búa khổng lồ, hay Park Cua 3D cây búa khổng lồ. Đây lại là ảnh bìa là có những cây búa rất là to, siêu to khổng lồ bạn ạ. Nhiệm vụ chúng ta là hình như là có thể chơi lại từ đầu kim hút thứ mức độ đây. Ôi, có thể chọn mức độ khó vừa dễ à, cứ chọn vừa nhỉ. Ok, ngày hôm nay trải nghiệm thử một cái map Park Cua khá là mới lạ và thú vị. Có thuộc tính gì đây? À, nhiều thứ hay ho ấy nhở. Xem thử xem là có gì hay ho không ạ nhá. Nhìn qua giao diện thứ có vẻ trông cũng được đấy. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký kênh của ủng hộ mẹ các bạn nhá. Alo, anh em mẹ tôi nói bấm số 7 nào. Alo. Ok, rồi, mới không bị lỗi bạn ạ. Chảy thôi. Ôi, map có tên là Park Cua 3D phải, hình như thế bạn ạ. Ôi, những cái cua, cái gì này, những cây gỗ siêu to khổng lồ bạn ạ. Bình thường cái gỗ này nó bé tí à, nhưng mà chúng ta có những cái cây gỗ phiên bản siêu to khổng lồ bạn ơi. Các bạn có thể chọn phần thuộc tính là tăng tốc chạy thôi, tăng lực nhảy bất thứ nhá. Nhưng mà thôi, hiện tại mình thấy không cần thiết phải chỉnh các bạn ạ. Cứ để nguyên này nhỉ. Ôi, cái này là lốp xe bạn ơi đúng không? Này là lốp xe hay sao bạn ạ? Hôm qua em cập nhật hư cái bóng cái gì đấy? Đã có ông cập nhật hư không rồi á? Ở trên PC đã có đâu? Ủa? Trên điện thoại có rồi à? Bạn nào đang chơi điện thoại xác nhận hộ anh cái. Cập nhật lộn là sao? Lộn là như nào? Chưa hiểu là bạn ạ. Lộn cập nhật hư không là sao? Ý là khi nào cập nhật hay như nào? Là sắp cập nhật chưa? Hay là như nào? Là cập nhật hư không có gì hay? Ê, chính ra cái con bốt núi lửa ấy, tên chuẩn của con bốt núi lửa là con bốt hư không các bạn ạ. Đó. Đấy là cái là hư không có vụ bớt mới. Thì đúng rồi. Đã cập nhật là phải có cái gì mới mới đúng không? Cái cập nhật mà không có gì mới nữa làm gì? Ai chả biết, nhưng mà quan trọng là khi nào cập nhật. Vùng đất mới đấy có những cái gì, có quái mới, bốt mới, block mới hay cái gì mới không? Kiểu mới chứ đúng không? Nhờ. Mà có cái gì mới. Ôi, wow, có nhìn kìa. Những cây búa khổng lồ. Wow. Như vùng đất mất nguyền rủa sao? À, như mấy cái đá nguyền rủa bẩn á. Rồi mấy cái viên đá nguyền rủa bẩn đúng không? Cái đá mà đấm vào bị chảy máu đúng không? Cái đá mà khi mà đập vào bị chảy máu cái thứ. À, thì rớt rồi. Ok, mà không có gì. À, Q đây. Không biết bấm một Q bạn ạ. Không biết có nút Q bạn ơi. Chạy nhanh thế. Tôi chạy nhanh vậy. Ok, tôi khoan. Tôi chạy nhanh vậy. What? Tự nhiên chết xong có chạy nhanh nữa. Ôi. Cảm giác chết xong rồi em chạy nhanh hơn bình thường bạn ạ. Màu chủ đạo màu tím đen hơn à? Là cái vùng đấy ở trên Horus đúng không? Là chúng ta phải lên Horus sau đó mới di chuyển đến cái vùng hư không đúng không? Đúng không? Hôm qua của bạn nói thế mà. Ủa thế không phải à? Ây bà! Quên mất là cái này không bám tường được không? Trời ơi! Tôi quên mất là cái Park Cua 3D này đâu có bám tường, bật tường, đẩy tường gì đâu. Rồi ôi, quên bạn ạ, thậm chí đè ship bằng đấy. Đè nút ẩn thân còn chả đi được bạn này đó, chả đi được cơ lắm, đấy đứng im chỗ này. Ok bạn ạ, cẩn thận tí nha. Mình cứ quen nó Park Cua bình thường. Nếu không phải à, thì cái vùng hư không là chỗ nào? Làm thế nào để đến cái vùng hư không đấy? Phải có cái gì, những trạm Starlink à, hay là đi bằng cái gì qua chứ? Nó spam bất kỳ ở trên mặt đất bạn à. Tức là ví dụ là giống như kiểu một cái vùng, giống như kiểu vùng băng tuyết hay là vùng núi lửa các thứ thôi đúng không? Nó là một cái vùng ở đất đúng không? Nó là một cái vùng ở mặt đất đúng không? Nó xuất hiện đúng không? Giống kiểu sa mạc hay là băng tuyết hay là núi lửa các thứ đúng không? Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên đúng không? Kiểu như vậy đúng không? Mà không có quái thường, quái kiểu nói chung là một cái vùng nó kiểu giống như kiểu một cái vùng địa hình như kiểu băng tuyết, đảo bay, núi lửa các thứ đúng không? Mà đây chúng ta xuất hiện thêm một cái vùng gọi là vùng hư không à? Vùng hư không kiểu như là vết nứt không gian, kiểu các sinh vật ở không gian khác xuất hiện ấy, kiểu vậy bạn ạ nhỉ? Kiểu thế đúng không? Có kiểu hư không trong Liên Minh Huyền Thoại không nhỉ? Mấy con quái hư không ấy. Thuyền hải tặc có thể tăng hình như nào lại nhỉ? Ở trên YouTube có video, có review không? Để có gì lát tôi coi thử review bạn chắc là được nhỉ? Ok, để có gì lát tôi lên YouTube tôi review sơ qua. Mà hình như mới bên Trung Quốc thôi nhỉ, bên Việt Nam nó chưa cập nhật đâu. Ok. Ấy à, ui, ô bắn tường rồi đấy. Ô, tôi tầm, ô thắng rồi à? Ô vãi. Ô what? Mắt thì ngắn rồi. Wow. Quan sát những người trên khác. Bay rồi đấy, ô bay rồi đấy.
Ui, ui. Ok, chắc ui, ảnh bia chụp này. Chắc là làm thêm phải map nữa, để map đi chơi con tí là hết rồi bạn ạ. Map đi vừa vào chơi được con tèo là hết, tôi được con chơi bơi cái gì, ôi trời ơi. Sao đơ, bạn ạ, bật đơ rồi, sao đơ, đừng lắc map, ok bạn ạ, ồ, hết hồn bạn ơi. Có bước nhảy bình minh gì đấy. Ờ, chơi thử cái map parkour bước nhảy bình minh luôn nào. Chơi thêm map nữa đó, tại vì map này hình như mình không biết lúc mình tải ấy. Ảnh bìa thấy có đỉnh núi Phan Xi Păng mà ạ. Kiểu bắc cua lên đỉnh Phan Xi Păng hay sao á. Ok, ô tranh thủ đi trước đi nhỉ. Đi chuyển trước đi, không lát tắt đường mà ạ. Ô chết, chọn nhầm con đường ngó mười. Bữa nhảy cao nhỉ. Đây chọn đường mấy. Map này không biết là chọn đường mấy bạn ạ. Sao tự nhiên bảo sao thấy lắc lắm bạn ạ. Đang để tầm nhìn xa bạn ơi, mình rất xa cái thứ. Bảo sao thấy có gì nó sai sai. Thế mình nhìn một bộ phát tự nhìn tí từ một phía dưới được. Hóa ra để tầm nhìn xa bần ạ. À. Trong game đúng không? Ờ, alo. Okay. Alo, alo, alo. Ai nghe mẹ bác nói bấm phím số 5 thế nào? Ai nghe tôi nói bấm số 5? Ok bần ơi, rồi. Rồi, map này hình như anh nhớ không nhầm có ảnh bìa như map là parkour lên đỉnh Phan Xi Păng thì phải. Đó, thử xem nào. Ôi, tôi quên mất chọn lần này. Chọn lần này bám tường lởm lắm bạn, bám tường lởm lắm. Thôi, xin phép nha, cái gì? Đây đây đây. Ôi, đặt được ngay. Wow. Tự nhiên có cái cây tre bị vỡ, bị gãy bạn ạ. À. Bám này cho đập lốc đấy. Khó quá, có thể lấy bốc đặt nha. Thấy mắt này cho phép đặt block bạn ạ. À. Đặt được cái cây tre được luôn kìa. Ảo chưa? Ok, đường khó nhìn mà nhìn có vẻ không khó lắm. Ok bạn ơi. Ui, thậm chí nhảy qua luôn. Wow, mắt này trọng lượng 0.8 à? Hay 0.7 đây? Ui, wow. Nó quạng mới à? À. Tóm lại là hư không. Ê, để em tới em tóm tắt lại nha. Vậy là hư không là một cái vùng đất. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở Mirat đúng không? Đó. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở Mirat giống như kiểu vùng băng tuyết, núi lửa, đảo bay các thứ đúng không? Chuẩn chưa? Còn đúng không? Còn đúng không? Ủa đúng không? Có tin chuẩn đâu, có đúng như thế không? Ok rồi, là nó sẽ ở dưới Mirab ạ. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên như là những cái vùng đất khác thôi. Ok bạn ơi, rồi. À, nhưng cái gì? Nhưng người đó tiếp nào? Nó lết nào? Nhưng cái gì? Ê! Cái gì vậy? Nó cháy vậy? Ủa, bị đẩy bạn ạ. À, quên mất là đứng sát đây thẳng được mà. Trời ơi. Nó không một thứ là cái gì? Thì nó là vùng đất mới. Hay như nào? Không một thứ là cái gì? Ừ, ném xuống đến à? Ơ, ơ, sao không ném được? Bị lag kìa, từ từ nha. Đi bên trái đi, anh đi bên phải nha. Bên kia đi. Chứ ném hụt rồi. Đi bên kia đấy. Ơ, không ném được. Oh what? Ơ, được rồi. Cái gì mà, thôi đi bên này đi. Ném đồ đi, thôi đi ra. Không tin ai hết. Đi ra cho mình không tin ai hết. Ờ, tất cả nhau quá, quên mất, chưa tắt nhau bạn ạ. Chưa tắt nhau. Tấn công một chơi nè. Gì đấy, Pi? Nào, để em đi, từ từ đó, để anh đi. Đừng ngay đi theo anh. Để anh đi trước, đừng ngay dẫm lên hoa nè. Nó trích vào. Đừng! Để yên. Ok, tao không đến được, ok rồi. Chính ra. Trích vào. Đồ phim hình à, cái gì đây? Đồ phim hình này. Tắt quyền. Bảo chứ vào né ra đi bên này nhảy qua này này đi lùi trách va này ông là dẫm em ông dẫm coi nhìn như này đi lùi này. Ok vừa qua đây từng người qua một qua đây gì ba. Tự dẫm luôn kìa, thanh niên tự dẫm luôn mà, trời ơi gì đây ba. Ê, có cách nào không nhỉ? Ấy có thể mua đồ trong cửa hàng ấy, tại sao cái túi tên lửa nó còn rẻ hơn Smok ta? Ủa? Tại sao túi tên lửa lại rẻ hơn Smok nhỉ? Lại ta? Ok, tôi khoan đã. Chào mừng ạ. Quay lại một cái chủ đề gì mà chủ đề hư không gì mà. Từ quay lại chủ đề hư không đấy. Đang bàn chủ đề hư không mà từ từ cái mà không có cái gì. Hư không là không có cái gì vậy? Sao nhảy ta? Ok, sao nhảy như vậy à? Cái này căng vậy? Ây! Ok bạn ơi, kìa vừa nãy kêu hư không không có cái gì mà kể nốt đi. Thôi kể nốt thế nào. Nãy kêu là hư không có một cái không có là cái gì.
Mấy con quái vật với động vật đều biến thành màu tím thì đúng rồi. Vùng đất mới mà. Mà kiểu vùng đất đấy là bị ảnh hưởng bởi hư không thì đương nhiên kiểu hắc hóa đấy. Kiểu động vật quái vật bị hắc hóa đương nhiên rồi. Giống kiểu zombie đúng không? Vùng đất bị zombie à? Kiểu kiểu thế, nhưng mà đây quái vật bị hư không hóa kiểu vậy đấy. Quái vật ở đây bị hư không hóa, động vật thế đúng không? Có gì mà hợp gì đâu, kể nó thế nào, còn gì kể nó thế nào, con bò ư đương nhiên đi, tất cả động vật các thứ phải bị chứ. Nói chung đây là một vùng đất gọi là vùng đất hư không. Vùng đất này là các sinh vật ở đây bị hư không hóa, các vùng đất này kiểu như là bị hư không hóa kiểu vậy, bị biến đổi kiểu thế. Đấy, tất cả các sinh vật ở đây đều bị biến đổi. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao sinh vật bị trong khi mình đến nơi thì không bị ra. Con người cũng là sinh vật mà đúng không? Tại sao con người không bị à? Thế mới lạ. Động vật các thứ quái vật là bị, nhưng mà con người là không bị. Vô lý. Đúng là cái kiểu thơ nhân các thứ cũng phải bị đúng không? Kiểu kiểu vậy. À hình như có thơ nhân hư không mà đúng không? Tôi nhớ có mà. Tôi nhớ ở trong phần sáng tạo có trứng sinh vật thơ nhân hay gì mà hư không có gì á. Khó thì cũng đi tìm hết thôi mới. Khó bằng làng băng không? Khó bằng làng băng thứ hai không? Nó cái map của Mèo Peo chỉ tìm được làng băng thứ nhất, không tìm nổi làng băng thứ hai luôn mà. Nó đi hết cả cái bản đồ tận mấy chục nghìn ô mà không tìm nổi cái làng băng thứ hai luôn. Tôi không biết tại sao. Ấy, cho hỏi là mấy map sinh tồn của các bạn ấy là có cái làng băng thứ hai không, hay là mỗi map chỉ có một làng băng duy nhất thôi? Chứ riêng cái map của Mèo Peo map sinh tồn làng băng, map của anh tìm mãi anh tìm không nổi cái làng băng thứ hai luôn mà, anh tìm mãi mà không thấy luôn, thế mới cay. Bố gì ấy, thôi, nói căng vậy. Đấy, ok. Ui, sao tao bị lố đà nhờ. Cay thế nhờ. Ok này. Ôi, hơ kìa, vẫn bị lố đà. Cái trọng lực này khó kiểm soát quá. Block tàng hình. Ơ, đứng đấy. Cái gì đấy à? Thì ra thủ phạm là đây. Thì bay đẩy em à. Mà sau đây rồi có cái gì nó sai bạn ạ. Âm mưu đẩy à. Thì ra bay ở trên bên rồi đẩy xuống. Phải không? Ok này. Ây! Tí để lỗ đà. Úi dồi ôi. Ok bê. Ôi, bên này đi, lười nhảy vòng rồi đó, lười nhảy vòng lắm. Thôi, đợi ra hẳn ở Việt Nam bờ tìm hiểu dần vừa. Giờ tìm hiểu trước mất vui không? Giờ bờ xem trước mất hay. Đợi ra phiên bản chính thức mình tìm hiểu dần vừa. Vừa chơi vừa khám phá luôn mới hay. Mình kiểu, ui cái này mới nhỉ, ui cái này hay ta. Chứ bây giờ mà xem trước thì kiểu, ui cái này, em ơi, thắng à, ủa thắng à. Gì nữa, em làm sao đấy. Tư vội vàng gì đâu, nói chung là cô ấy cũng gần hết map rồi bạn ạ. Ok, đây, map bức nhảy bình minh, tôi nhớ không là ảnh bìa của đấy, nhớ mà đấy. Ảnh bìa của hình đỉnh Fancy Punk này. Map của Minh Nhật ID là 13555926 bạn ạ. Còn map bắc của 3D này, map của 3D của bạn Bonchoy Bill Pro. Tên hơi lằng ngoằng nhỉ. Ôi mà người Việt Nam luôn bạn ạ. ID là 20521679 bạn nhá. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Thì các bạn có cái đó gì muốn mình bên nào dù mình nữa thì hãy để lại bình luận nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.